tiếp tục đồ đến Mỹ anh em ơi. Anh em vào like xem ủng hộ em với nha. Đầu like lên một cái quần này chất vải cực kỳ cực dày như mờ số 5 luôn. Nhưng mà con này chưa biết nước nào nha. Cái bụng của nó là 104. Vải dày như mờ số 5 ấy. Nhưng mà cái quần nó ốm hơn. Dài 108. Màu xanh lưu nè, nhưng mà không biết là của nước nào hết nha. Form này, form nó body này. Nó gọn lắm, ống quần dưới chỉ có 20 thôi. Chỉ có 20 thôi. Quá trời là đẹp, nhưng mà chỗ này nó bị dính sơn này. Dính sơn 36-38R ấy. Size này size của nước ngoài đàng hoàng ấy. Nhưng mà chưa biết nước nào nha. Em mới đọc 38R thôi. À, ở trong là mark in cái gì đấy, anh em đọc được American à? Đây đây, cái chữ ở đây anh em này nó nhỏ quá em đọc không được, như American hả? Đây, đây anh em đọc giùm em cái nha. Đây này, chữ trên cùng đây này, mark in này này, mình nhìn thấy nó chữ cần cần. Rồi. Đẹp đều, quá trời là đẹp. Con này màu rêu chứ không phải màu ô liu đâu. Nó gần rêu rêu, rêu một chút. Bẩn như mờ số 5 luôn. Có cái không có nắp túi, có đai gold đàng hoàng em này. Nhưng mà nhớ có một vết sơn gì màu đỏ đỏ ở đây này nha. Rồi, chốt cho em con này 900 ngàn mã 71, mở hàng đầu like giùm em cả. Quần không biết nước nào hết. Tiếp một cây áo thay chiến, bẩn nó nhột nhột á. Form này thì nó dài chứ không có ngắn đâu. Hàng cấp phát của Linh Mỹ bao nhiêu là bằng khen này. Trời ơi, cúc của nó là màu vàng nha. Con này bẩn nó như mền short á. Vai 475 và dài áo của nó là 76. 475 dài 76, hình như quên làm hình thumbnail kia rồi. Con này bẩn mùa đông anh em, con này bẩn mùa đông nha. Anh em chạy đường cũng bẩn được. Ê, quá chưa, sau mông là có nó trẻ tà nè. Huy chương huy trước thì bao la 50-60kg. Đẹp quá trời, nứt nước niên thành luôn. Áo thì đã mới. Ai thích con này thì chốt giùm em này. 600.000 mà 80, áo không có lầm lỗi nha. Đẹp quá, để em review lại phát coi biết đâu nó lòi ra cái lũ lỗ đó. 38R. Áo này là dành cho anh em nào mà giá trị sưu tầm cao thì gặp con này nha. Con này nhiều người tìm không ra đâu và không có cái giá này đâu này. À, con này phát hiện ra là một hàng cúc bị bay luôn. Một thằng cúc bị bay luôn, biến yếu rồi. Hôm cúc ở đây nó bay mất luôn. Cúc này nha, về anh em đổ thêm. Chứ còn mà nếu mà có cúc là con này bình thường bán về là bán rẻ thúi. Cái dàn tem mà bằng của nó anh em biết không? 200 một cái, 200 cái là 400 ngàn rồi. Chưa nói 600 ngàn tiền tem này. 400 ngàn, 600 ngàn tiền tem mà con này bán 900 ngàn là có bị khùng rồi. Rồi, chốt cho em nha. 600 ngàn mã 80. Tiếp một con kaki tem vàng gần hết pin rồi cho nên em lai nhanh chút nha. Con này của Linh Mỹ mà cộc tay vai 48, 70-75kg. Dài 75, 70-75kg là bao bụng to luôn này. Còn 80 thì vai như nó chật. Màu xanh ô liu và cổ tay thì nó cắt cộc tay nha. Tay thì là thấy cộc nó rin. Áo kaki tem vàng hàng cấp phát. Cục tay là cục tay riêng chứ không phải là cục tay là mới cắt xong. Hai cái tem đẹp quá, ba tem, bốn tem, 200.000 tiền tem. Rồi Suki em đã báo, chốt cho em con này 600.000 mà 79. Phần trăm là 93-95%. Tiếp một con áo cộc. Con này chất vải kaki nè. Mà chất vải kaki màu trắng đen, vai 51-85kg, 75-85kg.
dài 75 cao trên 1m7. Dài 75. Con này là medium roller. Medium roller hàng cấp phát của nước Mỹ nha anh em. 4 túi vuông. Áo thì đều màu nhưng mà chỗ cổ tay này nó bị dính một chút dơ này. Hơi vàng vàng ấy. Sâu đều và đẹp. Rồi. 75 85 kg. Chốt cho em 500.000 mã 78. Tiếp một con Compact Multicam hàng cấp phát của Linh Mỹ, cổ lọ à cổ cao. Toàn bộ là thun hết nha anh em, hàng cấp phát của Linh Mỹ nha. Size S 50 đến 60 kg. Size S 50 đến 60 kg. Quá trời, quá trời, quá đất. Lô đầu tiên thì nó còn đẹp nhá. Vài bữa nữa thì hàng sau không có đẹp nữa đâu. Anh em nào thích đồ đẹp thì tranh thủ chốt nè. Bề ngang là 50, nó bằng size M rồi chứ. Dài áo 72, M là 51, 50, 51. Rồi, chốt con này dùm em 600.000 mã 77. Độ mới là 93-94%. Tiếp một con M51, xanh lè. M51 hàng cấp phát của Linh Mỹ nha anh em, dây kéo nhôm luôn này, dây kéo nhôm mà ba cái tem luôn, khóa sẹt của View nè, khóa sẹt của View nè, đẹp tuyệt vời, đẹp tuyệt vời nè, cái cổ nó có vết gấp một chút rồi đó. Ở đây thì nói chung là cái hàn nút chứ chưa phải là cái ỉn nút, cái hàn nút thôi. Nút của nó là nút như kiểu cúc nổi này, rất là bóng và đẹp luôn. Con này là màu anh chứ không phải là màu olive. Vải rất là dày, mới và đẹp. Mới lắm anh em ơi. Mới lắm thôi, không tì vết và không thấy gì hết. Đó, có hàn nút nha. Con này có hàn nút rồi này. Chỗ cái góc túi này là tự dưng thấy có một bệt màu trắng trắng. Có một bệt màu trắng trắng. Mấy cái này thì không có thấy gì hết. Rồi, em đọc số đo này, size small roller. Ba tem đi em, đời đầu của M51. Con này là vai 46 small. Dài áo là 77, roller 77 là 78 là roller chứ con này M51 là 77 là roller. 77 là cao trên 1m7 mà dưới 1m7 được. Tại vì 77 là nó dưới 1m7 là 77, còn trên 1m7 là 78 thì hơn nhau có một phần à. Xuất sắc. Con này xuất sắc. Ai mà sưu tầm M65 mà bỏ qua M51 là bị thiếu đi. Chốt cho em con này 5 triệu mà 76, độ mới là 95-96%. Đẹp. Con này em thấy đẹp ấy. Tiếp một con M65 dây kéo đồng, con này là rần ri, hàng cấp phát và tem trắng nha. Vai 52, rần ri là tem trắng là đời đầu của rần ri, dài áo là 74. Cổ anh em nhòm cổ như mình coi. Cái mũ thì đều có mũ hết nha anh em, small roller, small sock. Small sock mà sao nhìn thấy nó to này. Small sock nè. Anh nào 60 đến 70 kg và cao 1m7 trở lại. Ở đây cái đầu cài nó có bị tưa một tí. Và củ khóa ok. Dây trên thì mất tiêu và dây dưới cũng mất tiêu. Dây trên không còn nữa. Con này còn đẹp lắm á. Nhưng mà dây chặt nó mất tiêu. Ở đây thì có cái hằn chứ chưa phải là in nút. Tay này. Áo này tương đối được, mới thì không lắm nhưng mà lại bình thường. Cái vết gấp này hơi đậm một chút này. Sau này cũng đều. Đẹp chứ. Đẹp chứ. Trời, chỗ này thì nó bị cái gì á? Đây là nó may cái tem xong nó gỡ cái tem, còn cái đường chỉ thôi, không có sao hết. Gỡ cái đường chỉ thôi.
Chỗ này có một chút vết dơ nhẹ nhẹ này, gọi là vết sờn chứ không phải dơ nữa. Rồi, tạm được. Đều màu và đẹp. Small Reveler, à quên, Small Shop 60-70kg và cao 1m6-1m7. Size này hiếm lắm nha. Ai mà thấp bé nhẹ cân thì gặp con này. Chốt cho em con này là 750, mã 75% của nó là 93-94%. Cái một cái quần sa mạc chất vải kaki. Con này nó dài lòng thòng nha, từ dưới chân nó lên tới cổ em nè. Chất vải kaki hàng cấp phát là 490. Hàng cấp phát của lính Mỹ á, dài quần là 118. Thòng thòng chưa? Chỗ này nó bị hình như mình nhìn kỹ mà cũng vẫn không thấy dơ, nhưng mà nó có một chút nước như kiểu nó khô rồi nó loang loang. Ở đây nó dơ một chấm này, ở đây nó có hai dơ một chấm, hai chấm. Quần thì mới keng ấy mà có vết dơ nhẹ nhẹ một chút đấy. Quá trời là đẹp. Chốt cho em 600.000 mã 74. Có một chấm như kiểu là nước nó đọng vào, nó khô lại, nó loang một tí tí. Chứ quần rất là mới, hàng cấp phát luôn. Tiếp một con áo len của Mỹ này. Len này mất tem đâu rồi á, không có thấy tem nữa. Có tên này. Con này tương đương size L. Bề ngang của nó là 58, 80kg rồi chắc nữa. Rồi dài áo là 78, cao trên 1m7. Mới thì mới lắm, nhưng mà con này bề ngang anh em mà 80 là còn thoải mái, còn 90 là bắt đầu ôm rồi nhá. Em tên này mới 93-95. Ở đây chỗ này á, toàn bộ nó mướt sượt sượt, mà chỗ bên hông mà tự dưng thấy lông nó lù xù này. Em cũng không biết là lông sao tự nhiên nó xù xù một chút. Chốt cho em con này là 500.000 mã 73. Anh nào mà chưa mua được con len tránh thủ chốt nha. Được có một cái duy nhất nữa. Rồi một con áo nỉ mùa đông cực kỳ ấm của Mỹ luôn. Áo này hai lớp, có loại có một lớp rồi. Vai của nó là 49, 780kg và dài áo 70. Chiều dài thì anh em tự anh em ấy nha. Tem của nó là tem mộc cho nên nó đỏ đỏ ở đây này. Cái tem mộc á. Bẩn con này nó hơi nhột nhột nha bà con. Anh em nào mà quen thì bẩn, không quen là bẩn, không quen đâu. Ở cái đường này là nó không bị rách mà nó bung chỉ thôi. Nó bung chỉ ra thôi này. Anh em về kêu thợ may hay bà xã chân lại giùm em cái, gấp vào á, chân lại cái. Áo này thì bẩn cực kỳ ấm. Ấm cực kỳ ấm, 70-80kg nha anh em. Bẩn như anh em đắp mền lên người ấy thôi. Rồi, chốt cho em con này là 400.000 mã 72. Em bớt cái giá tiền anh em trần lại đó. Không rách mà nó bung chỉ thôi. Rồi, em cảm ơn tất cả anh chị em và hẹn gặp lại anh em video tiếp theo. Em xin phép chào anh em ha.